để lê họ chị xem chị nhà chị có gà không cho em xin một hai con gà con đi nuôi làm giống. Gà có mấy con mà cho em nuôi không biết em có nuôi được không? Đó. Chị có cho em xin một hai con đi làm giống. Lấy thì lấy thôi, làm giống lấy thôi, lấy một hai con nuôi xem có được không? Không cho chết đâu, chết mai chị không cho luôn. Vâng. Lấy chị đi theo chị đi bác đi. Bác đi nuôi xem có được con nào. Gà của chị ở đây à? Ừ, ở đây đấy. Chị cầm bao chị bắt cho. Em còn chưa có cái gì chan, không biết lấy cái gì để chan. Có, thế phải chịu cho một cái ngô đi chan. Cháu ngồi đây uống nước á. Nhà không? Có. Chị gọi em làm gì? Nói thế nhà em có nhiều gà chị xin một hai con gà con nuôi. Chị lấy thì em cho một hai con chị mang đi về làm giống. Em cho
Bỏ trong bát cho chị nhé. Nuôi cho tốt, mai to lên nhá. Chị xin nhá. Vâng.